Các bạn đang nghe truyện nương tử nhà ta là kiếm thần trên kênh TV Audio CV. Chương 874, con của ta, ta yêu con. Nương. Tần phong run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt không dám tin. Rõ ràng. Rõ ràng hắn chưa từng có đoạn ký ức này, nhưng tại sao cảm xúc lúc này lại chân thật đến vậy, hắn dường như có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp, lời nói nhẹ nhàng của người phụ nữ như vang vọng bên tai, hơi thở khiến vành tai ngứa ngáy. Hình ảnh ấm áp như thước phim đen trắng thời xưa cũ, âm thầm hiện lên không ngừng. Nàng là một người phụ nữ vụng về, khác hẳn những tiểu thư khuê các giỏi giang nữ công gia chánh. Nàng muốn may y phục cho đứa con mới sinh, nhưng lại đâm kim vào tay, máu chảy ròng ròng. Nàng muốn nấu một nồi canh cá ngon, nhưng suýt chút nữa thiêu rụi cả nhà bếp. Lúc nào bế con cũng khiến đứa trẻ va vào đâu đó, khóc không ngừng. Nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm, nàng luôn là người đầu tiên đứng ra ôm chặt đứa bé vào lòng có lẽ chịu quá nhiều đã kích nàng biết mình không phải là một người mẹ tốt liền quay sang oán trách tần kiến an kiến an à hay là huynh cưới thêm một cô nương hiểu chuyện thùy mị đi cũng có thể giúp ta chia sẻ nỗi lo chăm con đứa nhỏ này nghịch ngợm quá động một tí là khóc nhè cứ như ta ngược đãi nó vậy mọi người nghe vậy đều im lặng đứa trẻ mới sinh chẳng phải đều như vậy sao hơn nữa tiểu thiếu gia hay khóc, chẳng phải đều là vì phu nhân sao? Không phải là quên cho ăn, thì cũng là để va vào đâu đó, tần lão gia trẻ tuổi đỡ tráng thở dài, phu nhân à, nếu thực sự không được, phong nhi nàng đừng bế nữa, trong phủ nhiều hạ nhân nha hoàn như vậy, tùy tiện chọn một người. Cũng bế tốt hơn nàng. Lời này, hắn không dám nói ra. Họ tần kia, huynh có ý gì? Bắt đầu chê bai lão nương rồi sao? không có chuyện đó, tần lão gia vội vàng xua tay, sư tử Hà Đông gầm thét, cho dù là quỷ thủ tư mệnh như hắn, cũng phải tránh xa ba thước. Gia đình ba người ấm áp chẳng được bao lâu, tai họa yêu thú bắt cảnh ngày càng dữ dội, một phong thư rơi vào tần phủ, tần kiến an thấy vậy, nhíu mày, cuối cùng cũng tìm được cớ, cười rời đi. Từ đó về sau, nàng thường xuyên dò hỏi tin tức bắt cảnh, thường xuyên ôm đứa bé nhìn về phương Bắc, ánh mắt ngẩn ngơ. Phong Nhi, con nói xem cha con có ngốc không lần nào cũng lấy cớ đi buôn bán thật sự cho rằng ta không phát hiện ra thân phận của hắn sao nương con đây thông minh lắm đấy phong nhi sau này con đừng giống như cha con chuyện gì cũng giấu giếm người nhà chuyện gì cũng gánh vác trên vai người nhà là để cùng hưởng phúc cùng hoạn nạn phong nhi con mau lớn lên đi nhưng con không được học võ như cha con học văn đi làm quan to chơi chơi thôi thôi trên triều đình toàn là những kẻ cáo già xảo quyệt, con làm tiên sinh dạy học đi, bình an sống hết đời, cưới mấy nàng dâu xinh đẹp nối giỏi tông đường. Ừm, lông mày của con thừa hưởng bảy tám phần tuấn tú của nương con, lừa gạt mấy cô nương là không thành vấn đề. Phong Nhi, con nói xem cha con khi nào mới về. Phong Nhi, tai họa yêu thú ở Bắc Cảnh hình như càng nghiêm trọng hơn rồi, cha con sẽ không sao chứ. Phu nhân, trong phụng thiên thành, nghe nói có một ngôi miếu rất linh nghiệm hay là đi cầu cho lão gia một quẻ bình an cũng được tần phong nhìn đến đây bỗng nhớ tới lời cha từng nói với hắn trong thư phòng mẫu thân của hắn chính là lúc đi chùa cầu nguyện chết dưới tai họa yêu thú không đừng đi nương đừng đi nhưng lời nói của hắn làm sao có thể truyền đến quá khứ tiếng hết chói tai vang lên nóc chùa bị xốc lên một bàn tay yêu quái khổng lồ hung hăng chụp xuống con yêu quái gầm nhẹ, tiên thiên nhất khí. Giây phút nguy cấp, người phụ nữ liều chết che chở đứa bé trong lòng, nhưng uy áp cường đại vẫn khiến cả hai lâm vào tình thế thập tử nhất sinh. Mấu chốt lúc này, trấn thần ti ngự xuất hiện, một tay nắm lấy đầu yêu quái, trực tiếp lướt ra khỏi phụng thiên thành. Phong nhi, phong nhi của ta, người phụ nữ hơi thở yếu ớt, nhìn đứa bé trong lòng đã không còn tiếng khóc mà đau lòng tột cùng. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt nàng chính là thiên giám quốc sư hắn nhìn hai mẹ con lộ vẻ thương xót người phụ nữ nhận ra thân phận thiên giám quốc sư vội vàng nói cầu xin quốc sư đại nhân cứu lấy con của ta ta nguyện trả bất cứ giá nào tâm mạch đã đứt không thể cứu chữa thiên giám quốc sư lắc đầu sao có thể đúng đúng rồi ngài từng nói trong cơ thể ta có tiên thiên nhất khí có lẽ có thể cứu vớt chúng sinh thiên hạ trong tương lai con yêu vật kia cũng là vì nó mà đến nếu lấy thứ này làm đại giá có thể cứu phong nhi của ta không thiên giám quốc sư nhíu mày tiên thiên nhất khí chuyển thể tính mạng của ngươi nhất định sẽ tiêu tan ngay cả tiên thiên nhất khí cũng có thể tan biến giữa thiên địa người phụ nữ nắm bắt được trọng điểm trong lời nói trong mắt lóe lên tia hy vọng vậy là có thể cứu được đúng không cho dù có thể Ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi là biến số duy nhất được sinh ra giữa thiên địa mấy ngàn năm qua. Ngươi muốn làm gì? Người phụ nữ nhặt một mảnh nói vỡ trên mặt đất, dí vào cổ họng, vừa như uy hiếp vừa như cầu xin, nếu Phong Nhi chết, ta cũng không muốn sống một mình, xin quốc sư đại nhân thành toàn. Một mạng người, sao có thể so sánh với vận mệnh của thiên hạ? Đối với một người mẹ mà nói, con cái chính là cả thế giới. Hơn nữa cái gọi là tiên thiên nhất khí kia cũng có thể xuất hiện trên người phong nhi phải không ánh mắt người phụ nữ kiên định thiên giám quốc sư trầm ngâm hồi lâu hắn đang bói toán tương lai nhưng lại thấy một mảng đen tối có lẽ bị tình mẫu tử của người phụ nữ cảm động hoặc có lẽ là hiểu được nếu không cứu đứa bé đối phương nhất định cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục sống thiên giám quốc sư thở dài cuối cùng cũng đồng ý đa tạ quốc sư đại nhân trận pháp chói mắt sáng lên từ dưới chân ba người hơi thở huyền diệu màu đen chậm rãi chuyển từ cơ thể người phụ nữ sang đứa bé nàng cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất nhưng không hề sợ hãi cái chết mà nở nụ cười chân thành bởi vì mí mắt đứa bé khẽ động đậy nhịp tim yếu ớt lại vang lên đối với nàng đó là âm thanh dễ nghe nhất thế giới một lớn một nhỏ hai đôi mắt nhìn nhau người phụ nữ vừa cười vừa khóc phong nhi con phải sống thật tốt xin lỗi nương không thể đi cùng con nữa con của ta ta yêu con lời thì thầm biến mất trong gió đôi mắt to đen lấy của đứa bé ngấn lệ buồn bã bất lực sợ hãi không lâu sau tiếng khóc vang lên kéo dài không dứt ầm sâu thẳm trong tâm trí tần phong dường như có một góc bị đục khoét hắn nhớ ra rồi nhớ ra tất cả Hắn không phải xuyên không đến khi Tần Phong 18 tuổi, mà ngay từ đầu đã là Tần Phong, lúc hắn đến thế giới này chính là lúc vừa mới chào đời. Hắn chứng kiến cái chết của mẹ mình, nỗi đau quá lớn khiến não bộ hắn tự bảo vệ, khiến hắn quên đi ký ức kiếp trước. Hắn ghét cha, bởi vì cha đã quên mất mẹ, lại cưới người khác. Kéo theo đó, hắn ghét gì, ghét em trai, không muốn có bất kỳ liên quan nào với họ. Trong mắt hắn người nhà dường như đều đeo một lớp mặt nạ đó là bức tường ngăn cách tình cảm giữa họ cho đến khi ở trấn húc dương nguy cơ sinh tử ập đến mới khiến ký ức của hắn hé mở một góc khiến hắn nhớ tới chuyện xuyên không khiến hắn quên mất lý do thực sự khiến hắn kết người nhà nương sao con có thể quên người chứ tần phong khóc ròng phong nhi ký ức vụn vỡ một hư ảnh trong suốt chậm rãi hiện ra nàng vận một thân váy đỏ rực như lá phong, dung nhan ẩn hiện sau một tầng sương mù. Dần dần, làn sương tan đi, lộ ra gương mặt quen thuộc khiến Tần Phong nhớ nhung dây dứt. Khóe mắt nàng cong cong, mang theo ý cười nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng ôm Tần Phong vào lòng, vỗ về lưng hắn, đứa trẻ lớn thế này rồi, vẫn như hồi nhỏ, thích khóc nhẹ thế. Mẹ, con nhớ người. Tần Phong nghẹn ngào nói. Kiếp trước của hắn không trọn vẹn cha hắn ngày nào cũng say xỉn đánh đập mẹ thường xuyên vắng nhà mẹ hắn lấy nước mắt rửa mặt trút hết nỗi đau khổ oán hận trong lòng lên người hắn hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời là mẹ như phát điên châm lửa đốt nhà ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả cơn đau rác bỏng nghẹt thở trong lồng ngực đối với hắn là một loại giải thoát có lẽ ông trời thương xót để hắn được trùng sinh thành một đứa trẻ sơ sinh được cảm nhận hơi ấm của gia đình hắn có một người mẹ yêu thương hắn hết lòng vì hắn chỉ tiếc tình yêu ấy quá ngắn ngủi nữ tử nhẹ giọng nói mẹ biết mẹ vẫn luôn biết sự thật là tàn niệm ý thức của nàng vẫn luôn tồn tại trong tiên thiên nhất khí chứng kiến sự trưởng thành của tần phong nàng vui mừng khi thấy tần phong ngày càng cường đại được người người kính trọng nàng tiếc nuối vì không thể trực tiếp có mặt trong ngày tần phong thành hôn nàng bồn chồn lo lắng khi tần phong gặp nguy hiểm suýt mất mạng nàng kích động khi tần phong hóa hiểm thành an thực lực càng tiến thêm một bậc cho dù trong cuộc đời của tần phong không có bóng dáng của nàng nhưng tình yêu của nàng dành cho tần phong chưa từng phai nhạt khoảnh khắc mẹ con đoàn tụ này đối với nàng là ân huệ quý giá nhất trên đời nàng muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi nhưng cũng biết mình nên rời đi. Con yêu của mẹ, hãy trở về đi, người con yêu thương sâu đậm, người yêu thương con sâu đậm, họ đều cần con. Lời nói nhẹ nhàng, cùng với hư ảnh của nữ tử nhạt nhòa tan biến. Tần Phong cố gắng đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể nắm được một mảnh hư vô. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện lòng bàn tay và lồng ngực đều ấm áp. Tiếng Phật âm vang lên, một vị thánh tăng không nhìn rõ mặt mũi xuất hiện được mất chưa chắc đã viên mãn cầu mà không được chưa chắc đã tiếc nuối thế sự nhiều khi vì yêu sinh hận vì hận sinh thù thế nhưng băng giá không thể ngăn dòng nước chảy cây khô cũng sẽ gặp lại mùa xuân tần phong con đã trải qua muôn hình vạn trạng của cuộc đời con hiểu hơn người thường từng chấp niệm mới có thể buông bỏ từng vướng bận mới có thể không còn vướng bận dục vọng có lẽ là nghiệp chướng vô tận cản trở con đường phía trước nhưng vạn vật đều sinh, vốn dĩ mọi chuyện đều do người. Tần Phong ngẩng đầu, vô số kiếp người đã trải qua hiện lên trước mắt. Nguyện lực của chúng sinh, giống như dòng suối đổ vào biển cả, cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn. Hoàng tuyền cuồn cuộn, tử khí tràn ngập. Nghiệp chướng màu đen như rắn cuốn lấy Tần Phong, ngày càng dày đặc, Tần Kiến An vẫn luôn canh giữ bên cạnh, chưa từng rời đi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một tia sáng dịu dàng, như vén lá cây, hé lộ một góc của nghiệp chướng màu đen hư ảnh quen thuộc khiến người ta nhung nhớ mỉm cười gật đầu với hắn rồi theo gió bay đi sao có thể nàng tần kiến an mấp máy môi trong nháy mắt khóe mắt đỏ hoe thì ra là vậy thì ra nàng vẫn luôn bảo vệ phong nhi chưa từng rời đi ầm ừ, một luồng thanh quang xuyên suốt quỷ giới dòng hoàng tuyền cuồn cuộn như sóng biển động dừng lại tử khí hắc viêm tan biến như chuột gặp mèo, điên cuồng thối lui. Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ giới dường như đã ổn định. Là luồng sáng kia. Hình như là từ phía hoàng tuyền. Hồng mông tiên giới, thành hoàng gia cùng các vị thần ma vây quanh thiên mệnh bia, dốc hết sức lực duy trì sự ổn định của thiên địa. Thế nhưng khoảnh khắc vần thái dương kim quang kia xuất hiện, thiên địa của tiên giới như tấm gương vỡ vụn, không thể ngăn cản, không thể đảo ngược. Tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, những cảm xúc ấy quẩn quanh trong lòng mỗi người. Thiên đế thất bại rồi sao? Mọi thứ sắp kết thúc, chẳng lẽ sự diệt vong của tam giới đã được định sẵn? Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ phía dưới chiếu tới. Tiên giới đang lung lay sắp đổ bắt đầu bình phục lại, những vết nứt không gian kia thậm chí còn chậm rãi khôi phục trong ánh mắt kinh ngạc của các thần ma, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là lực lượng của thiên đế? Không không phải luồng sáng này dường như đến từ u minh quỷ giới thành hoàng gia như nghĩ tới điều gì ánh mắt lóe lên tia sáng hưng phấn và hy vọng chẳng lẽ thằng nhóc đó thành công rồi trầm phụng thiên thành chìm trong màn sương trắng giờ đây chỉ còn lại sự tan hoang mặt đất nhún màu đỏ máu xác người và quái vật nằm la liệt khắp nơi thiên đế một thân bạch y nhún đỏ máu quỷ chủ đã tiêu hao phần lớn lực lượng khôi phục lại hình dạng của một cô bé. Trấn thần ti ngự bị chém đứt một nửa thân thể, nội tạng xương cốt lộ ra. Liễu kiếm ly cánh tay trái vạn vẹo như dây thừng, nhưng nàng vẫn kiên quyết che chắn trước tầng phong, hai mắt yên lặng nhìn chầm chầm thiên đạo bản nguyên trên không trung. Phần đầu bị chém đứt của thiên đạo bản nguyên rơi xuống giữa không trung, hóa thành một vần trăng tròn, sau đó chậm rãi bay lên, cùng với vần thái dương kia đứng trên bầu trời. Nhật Nguyệt Đồng Thiên, nóng rực và lạnh lẽo luân phiên, ngày và đêm luân chuyển. Thật sự là thủ đoạn như thần, đây chính là thực lực của kẻ đã sáng tạo ra tam giới, vết đứt trên đầu thiên đạo bản nguyên, kiếm khí vẫn đang phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy. Hắn chỉ khẽ vung tay, chỉ trong vài khoảnh khắc, phần đầu đã khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, thân thể đầy rẫy thương tích của hắn cũng lành lặn trở lại. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là vẻ mặt không dám tin. Ban đầu, bọn họ còn hy vọng hóa thành lá trắng cho liễu kiếm ly, dựa vào kiếm đạo pháp tắc của nàng, chậm rãi tiêu hao thiên đạo bản nguyên, dán cho đối phương vết thương trí mạng khó có thể khôi phục. Nhưng tại sao, kiếm khí trước đó còn lợi hại, bây giờ lại không còn tác dụng, thiên đạo bản nguyên đáp xuống tầng phủ, thân thể nhẹ nhàng như không? Hắn đứng trên đỉnh đầu liễu kiếm ly, dáng vẻ bể nghệ chúng sinh, thản nhiên lên tiếng, thì ra kiếm đạo pháp tắc ngươi lĩnh ngộ không phải xuất phát từ tam giới, cũng không phải do bản thân ngươi vận động đó là kiếm của người thủ hộ chỉ vì bảo vệ người trong tim ngươi hắn liếc mắt nhìn nhục thân của tần phong thần sắc lạnh lùng mang theo vẻ khinh thường và chán ghét loại tình cảm vô vị này trói buộc ngươi từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa vạn năm qua vẫn không thay đổi chẳng có chút tiến bộ nào dục vọng vô cùng vô tận xấu xí tột cùng cuối cùng hóa thành nghiệp chướng vô phương giải thoát cản trở tam giới làm ô uế thiên địa do ta tạo ra ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội nhưng mỗi lần các ngươi chỉ khiến ta thất vọng bây giờ ta không muốn chờ đợi nữa hắn giơ tay phải lên mặt trời và mặt trăng trên bầu trời hợp nhất hóa thành tinh thần màu đỏ bao phủ cả bầu trời tinh thần mở mắt ánh mắt phẫn nộ nhìn xuống tam giới nhìn xuống chúng sinh vi áp khủng bố đó khiến người ta tuyệt vọng sao có thể như vậy Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Những gì họ chứng kiến trước đó, hóa ra vẫn chưa phải là thực lực thật sự của đối phương, ba người thiên đế đã trọng thương, những người còn lại căn bản không thể can thiệp vào trận chiến cấp bậc này. Không gian của tam giới như đậu hũ, dưới con mắt đỏ rực kia, sụp đổ tan rã, liễu kiếm ly chịu đựng áp lực nặng nề, vẫn luôn chắn trước tầng phong, không lùi bước, cho dù xương cốt vỡ vụn, cho dù da tróc thịt bong, máu thịt be bét chống cự vô ích tình cảm nhàm chán kẻ ngươi liều mạng muốn bảo vệ khi ngươi cần nhất lại đang ở đâu hủy diệt cùng với cả tam giới dơ bẩn nên biến mất trong dòng chảy lịch sử lời nói của hắn chính là phán quyết cuối cùng quả cầu ánh sáng đỏ như tinh thần rơi xuống nhắm thẳng vào tầng phủ liễu kiếm ly dưới áp lực nặng nề dùng trường kiếm chống đỡ thân thể trong miệng phát ra tiếng gầm rú gần như tuyệt vọng nàng muốn giơ trường kiếm lên nhưng hai thanh thần kiếm dưới áp lực nặng nề vỡ vụn thành bột miệng cảm giác bất lực trào lên trong lòng thân thể nàng hơi ngửa ra sao cho dù là chết nàng cũng muốn được ở gần người mình yêu thương hơn một chút nhưng đúng lúc này một đạo thanh khí không biết từ đâu lướt đến dễ dàng xuyên thủng quả cầu ánh sáng màu đỏ thiên địa đột nhiên sáng bừng dường như chỉ còn lại một màu sắc một cái ôm ấm áp nhẹ nhàng vây lấy liễu kiếm ly giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng nương tử nàng vất vả rồi việc tiếp theo để phu quân lo liệu âm thanh không lớn nhưng lại như tiếng sấm vang vọng bên tai liễu kiếm ly nàng run rẩy nghiêng đầu nhìn lại gương mặt quen thuộc ngày đêm mong nhớ hiện rõ trong mắt tần phong mỉm cười dịu dàng toàn thân tỏa ra ánh sáng trong trẻo ánh sáng ấy không chói chang như ánh mặt trời cũng không lạnh lẽo như ánh trăng nó ấm áp như gió xuân trâm trang như tiếng ve mùa hè khiến người ta dễ chịu ấm lòng thân thể gầy gò ốm yếu dưới lớp thanh quan bao bọc dần trở nên đầy đặn tràn đầy sức sống trong đôi mắt đen lấy ấy ánh nhìn sâu thẳm và từng trải như thể chứa đựng bao cay đắng bao kinh nghiệm của một người đã trải qua bao thăng trầm nàng từng nhìn thấy ánh mắt tương tự trong mắt thiên giám quốc sư phu quân chàng đã trở lại giọng nói nghẹn ngào liễu kiếm ly rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười tần phong khẽ gật đầu tay phải vung lên lôi điện trị liệu màu xanh lá cây xẹt qua thương khung từng tia sấm sét như mưa xuân rơi xuống mọi người trong phụng thiên thành kinh ngạc phát hiện vết thương trên người mình đang nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy thậm chí một số người đang hấp hối cũng đã hồi phục sinh khí hồ quan điện xẹt qua thân thể liễu kiếm ly cánh tay bị vặn vẹo như dây thừng đã trở lại bình thường vết thương biến mất không còn dấu vết thương phi lan và nhã an vốn đang bị thương nặng hôn mê cũng từ từ tỉnh lại khi nhìn thấy bóng lưng tần phong cả hai không khỏi bật khóc gọi một tiếng phu quân tần phong quay đầu lại nhìn an ủi hai người sau đó anh đứng dậy ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua ánh sáng đỏ thẫm của tinh thần giao nhau với thiên đạo bản nguyên đang ở giữa không trung thần sắc của thiên đạo bản nguyên thoáng hiện một tia ngưng trọng sau đó nhanh chóng thu liễm lại không ngờ sau khi chứng kiến sự xấu xa tham lam của loài người ngươi vẫn giữ được bản tâm nhưng ngươi đừng tưởng rằng bước vào nhất phẩm là có thể đấu với ta tần phong không đáp chỉ thản nhiên hỏi chuyện của mẫu thân ta năm đó có phải là do ngươi ra tay thiên đạo bản nguyên nghe vậy thản nhiên đáp cũng không tính là quá ngu ngốc tồn tại chứng kiến thiên địa khai sinh chỉ cần một mình ta là đủ không cần tiên thiên nhất khí biến cố ngoài ý muốn nên bị diệt trừ từ trong trứng nước. Thần ma xâm lược phụng thiên thành năm đó, chính là do thiên đạo bản nguyên sắp đặt. Mà thiên giám quốc sư và trấn thần ti ngự không ra tay ngăn cản ngay lập tức, cũng là bởi vì thiên đạo bản nguyên đã hao phí lực lượng, cố gắng phá vỡ phong ấn của cửu trọng ngục, thu hút sự chú ý của hai người, tần phong nhận được câu trả lời, ngực phập phòng một chút, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó gần từng chữ một, ngươi, đáng chết. Chỉ bằng ngươi, thiên đạo bản nguyên trầm giọng vốn định để thân thể của ngươi dung hợp với ta trường sinh bất lão tái tạo tam giới bây giờ xem ra cũng không cần thiết dứt lời nó đưa tay phải xuống trong đôi mắt to lớn của tinh thần tia sáng màu đỏ thẫm ngưng tụ làm chấn động tam giới bóp méo không gian cổ dao động mạnh mẽ vô song ấy khiến người ta lạnh sống lưng khiến vạn vật run sợ đó là một chiêu thức còn đáng sợ hơn cả lần trước nhưng đối mặt với uy hiếp như vậy, Tần Phong lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, từng bước tiến lên, như đi trên mặt đất bằng phẳng. Xích Kỳ hiện ra bên cạnh, dáng vẻ trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều, thần sắc dữ tợn, đôi mắt đỏ rực, nhìn chầm chầm thiên đạo bản nguyên. Lôi đình màu đỏ rực rỡ không phân biệt rơi xuống, rồi lại hội tụ vào lôi trì khi chạm vào phụng thiên thành trên không trung. Tiếng hồ quan điện tí tách vang lên không dứt bên tai. Lôi đình tích tụ, vì thế ngày càng mãnh liệt. Tần Phong mỗi bước đi, khí thế toàn thân lại càng thêm mạnh mẽ. cả hai bên đều đang ấp ủ sát chiêu mạnh mẽ, cuối cùng bùng nổ trong tiếng diệt hờ hững của thiên đạo bản nguyên. Tia sáng đỏ thẫm bất ngờ lao xuống, xé toạc bầu trời. Tần Phong giơ tay phải lên, Bạch Quan chui vào lôi trì, như tiếng kèn hiệu lệnh xuất quân. ầm, lôi long đỏ khổng lồ với khí thế hùng tráng, hung hãn lao về phía tia sáng đỏ thẫm khoảnh khắc hai bên va chạm, trời đất biến sắc, vạn vật im lặng. Mọi người trong phụng thiên thành như hóa đá, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Đây là một cuộc đối đầu khủng khiếp, vượt xa sức tưởng tượng của họ, thiên đạo bản nguyên lạnh lùng nói, chống cự vô ích, người mới chỉ bước vào nhất phẩm cảnh giới, làm sao có thể chống lại ta. Lời còn chưa dứt, âm thanh đột nhiên im bặt. Thiên đạo bản nguyên trợn tròn mắt, nhìn chầm chầm bóng người trước mặt với vẻ khó tin tóc dài bay múa áo đen tung bay gương mặt tuấn lãng không chút gợn sóng hắn đã đến trước mặt từ lúc nào bàn tay phải áp vào mặt lực đạo cực lớn ập đến trong nháy mắt thiên đạo bản nguyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng thân thể đã rơi xuống như thiên thạch mặt đất phụng thiên thành nứt toát tinh thần màu đỏ thẫm lơ lửng trên không trung che khuất bầu trời diệt sinh lôi long của xích kỳ gầm rú một tiếng âm thanh xuyên thủng cả tinh thần một điểm đen xuất hiện nuốt chửng mọi thứ xung quanh như hố đen. Bóng tối vô tận bao trùm, thiên địa chìm vào màn đêm, giải ngân hà như bị khuyết đi một góc, tầng phong lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống trung tâm mặt đất sụp đổ, cao ngạo nói, đứng lên đi, kẻ tự xưng là thần minh chi phối vạn vật như ngươi, chẳng lẽ chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Bùng, hư không vỡ vụn từng tấc, thiên đạo bản nguyên hiện ra, trên mặt lộ vẻ tức giận hiếm thấy. Khuôn mặt nó giống như mặt nạ gốm sứ, nứt ra từng đường, bên trong luân chuyển khí trắng đen, cản trở việc khôi phục dung nhan. Âm dương sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Âm dương đạo tắc có thể nói là nguồn gốc của vạn vật, cũng là tồn tại sinh ra cùng thiên địa, không phải do thiên đạo bản nguyên tạo ra, nên mới có thể tạo thành tổn thương không thể phục hồi cho nó, rất tốt. Giọng nói lạnh lùng của thiên đạo bản nguyên mang theo sát khí nồng nặc làm sao nó có thể bị một con kiến hôi hèn mọn như vậy làm nhục. Nó giơ tay chỉ lên trời, chỉ trong chốc lát, 16 mặt trời màu đỏ rực xuất hiện, mang theo ánh sáng đỏ rực. Mọi người kinh ngạc, nhìn kỹ lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó nào phải là mặt trời, rõ ràng là con ngươi của tám con rắn khổng lồ tám đầu, tám con rắn uốn éo, thân ảnh như ẩn hiện trong tinh thần, thè lưỡi, nhìn xuống chúng sinh tam giới. Một mắt ban ngày ban đêm, một mắt lửa nóng băng giá một mắt sinh tử luân hồi một mắt âm dương đảo ngược nó dường như đã tập hợp tất cả lực lượng của quy tắc khủng bố tam giới khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi tuyệt vọng tam giới vốn đã ngừng sụp đổ nay lại bắt đầu sụp đổ giống như tòa tháp bài bị lật một góc dẫn đến phản ứng dây chuyền bắt đầu từ tứ vực cực cảnh của nhân gian màu đen hư vô không ngừng lan rộng thiên địa không ngừng bị ăn mòn tần phong cảm nhận được tất cả những điều này không khỏi cao mày. Thiên đạo bản nguyên lạnh lùng nói, kiến càng lay cây, tự bất lượng lực. Hôm nay tam giới tái tạo. Tần Phong thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng mở giới vực. Dứt lời lấy hắn làm trung tâm, vòng sáng thanh quang lan ra xung quanh trong nháy mắt. mười trường, trăm trường, ngàn trường, không có điểm dừng, lan rộng vô tận. Giới vực này bài xích vạn vật bên ngoài, lại bao phủ tam giới trong đó bao gồm cả thiên đạo bản nguyên và tám con rắn khổng lồ chiến trường vốn nên liên lụy đến tam giới trong nháy mắt đã biến thành cuộc đối đầu giữa thiên đạo bản nguyên và tần phong thủ đoạn cường đại như vậy dường như đã vượt quá nhận thức của thiên đạo bản nguyên nó nhìn tần phong với ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc ngươi rõ ràng chỉ mới bước vào nhất phẩm cảnh giới tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy tần phong không trả lời tay phải khẽ vung lên tám cái đầu rắn khổng lồ rơi xuống như sao băng Máu tươi như mưa to trút xuống, nhuộm đỏ trời đất. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời đất, Thiên Đạo Bản Nguyên đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, kẻ có thể tạo ra tam giới, làm sao có thể tầm thường được, nó dẫn dắt lực lượng tam giới, kết hợp sức mạnh của tám con rắn khổng lồ, phong tỏa không gian, đảo ngược thời gian. Hai người giao chiến trong giới vực, mỗi lần giao thủ đều hủy thiên diệt địa. Nhờ nguyện lực cường đại của chúng sinh, Tần Phong ban đầu chiếm thế thượng phong, chém trụng hết đầu của tám con rắn khổng lồ. Tuy nhiên, theo thời gian, Thiên Đạo Bản Nguyên sở hữu cơ hội và sức mạnh vô tận, dần chiếm ưu thế. Xích Kỳ bị xé nát nửa người, lực lượng chữa trị của Bạch Tô cũng dần cạn kiệt vì tiêu hao liên tục. Y phục của Tần Phong nhuốm đỏ máu, máu trên trán nhỏ giọt, khiến hắn trông vô cùng chật vật. Thái độ của Thiên Đạo Bản Nguyên cũng không còn ung dung như trước bị âm dương đạo tắc ăn mòn, vết thương không thể nhanh chóng hồi phục, khiến toàn thân nó trông như đồ gốm sứ bị vỡ. Nhưng chỉ cần tiếp tục chiến đấu, khi nào Tần Phong kiệt sức, chính là lúc hắn chết, bên ngoài giới vực, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều lo lắng. Quỷ chủ hiếu kỳ hỏi, tên nhóc đó tại sao vẫn luôn không sử dụng tiên thiên nhất khí? Với thực lực hiện tại của hắn, dựa vào tiên thiên nhất khí, rõ ràng có thể tái tạo lại cơ thể thiên đế nhìn thấy vẻ mặt đấu tranh của tần phong dường như đã hiểu ra điều gì bởi vì tên nhóc đó hiểu tam giới này dựa vào thiên đạo bản nguyên mà sinh ra nếu kẻ sau chết tam giới này cũng sẽ theo đó mà diệt vong lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh hãi như vậy chẳng phải là không có cách nào giải quyết sao chẳng lẽ tam giới diệt vong đã không thể tránh khỏi sắc mặt của mỗi người đều vô cùng khó coi trừ phi thiên đế lẩm bẩm có người có thể giống như thiên đạo bản nguyên lúc trước, dùng sức mạnh của bản thân, tái tạo tam giới. Theo thời gian, những vết thương trên người Tần Phong ngày càng nhiều, Bạch Tô Điên cùng vận chuyển lôi điện trị vũ, nhưng vẫn không thể chữa lành vết thương ngay lập tức. Thiên đạo bản nguyên nhìn ra sự lo lắng của Bạch Tô, không khỏi cười lạnh, tam giới này vốn là do ta sáng tạo ra, tự nhiên cũng nên do ta hủy diệt. Những dục vọng dơ bẩn, những cuộc chiến tranh vô tận, sẽ kết thúc vào ngày hôm nay dứt lời thân thể tàn phế của bác đầu xà dần mờ nhạt thay vào đó là một pho tượng kim cương nộ mục khổng lồ ba đầu sáu tay tóc dựng ngược mỗi tay đều cầm một món pháp khí thiên đạo bản nguyên hai tay khép lại kim cương nộ mục lập tức cắm sáu món pháp khí xuống pháp khí xuyên thủng không gian hai cái đóng vào quỷ giới hai cái đóng vào tiên giới hai cái cuối cùng đóng vào nhân gian giống như lửa giữ thiêu đun nước sôi nhiệt độ tam giới trong nháy mắt tăng vọt nếu không có giới vực của tần phong che chở vạn vật sẽ bị tan chảy trong chớp mắt xích kỳ và tần phong trực tiếp hứng chịu luồng nhiệt nóng này thân thể đỏ bừng hơi nóng bốc lên như mây mù tần phong hiểu rằng nếu tiếp tục chần chừ hắn sẽ mất đi cơ hội cuối cùng ngay lúc này trong đầu hắn vang lên một giọng nói già nua dùng hiên viên trảm thần kiếm chặt đứt liên hệ giữa thiên đạo bản nguyên và tam giới dùng tiên thiên nhất khí tiêu diệt sinh cơ của nó, dùng kỳ môn bát quái ngọc và tu di sơn làm nền móng, dùng nhục thân và thần hồn của ngươi để tái tạo tam giới. Đây là. Tần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói này rõ ràng là của sư phụ, không, không đúng, lão sư đã chết, đây là giọng nói của kẻ mạo danh. Trên đỉnh đăng thiên lâu, lão giả tóc bạc truyền âm. Minh Hoàng trong ngự thư phòng nghe vậy, cố gắng đứng dậy sau đó đưa tay cầm lấy thần kiếm cắm trên mặt đất thái tử thấy vậy vội vàng nói phụ hoàng với thân thể hiện tại của người nếu vung thần kiếm một lần nữa chắc chắn sẽ chết một kiếm tiếp đây hãy để con thay người minh hoàng nghiêng đầu nhìn sang ánh mắt lộ vẻ hài lòng ông đặt tay lên vai thái tử thở hổn hển nói giang sơn đại càng vẫn cần một vị đế vương anh minh trấn giữ giao giang sơn vào tay con trẫm rất yên tâm con không cần phải nói nữa, thân thể của trẫm đã cạn kiệt sức lực, chi bằng buông xuôi. Không bằng vì thiên hạ này, vì hậu thế của con, cống hiến chút sức lực cuối cùng. Dứt lời, trên du long điện bàn long trụ, cửu điều kim long bay thẳng lên trời, sau đó lại hung hăng lao về phía Minh Hoàng, nhập vào cơ thể ông. Sắc mặt Minh Hoàng như hồi quang phản chiếu, trở nên hồng hào. Cơ thể ông không còn còng lưng, bàn tay cầm thần kiếm càng thêm vững chắc ông dường như nhìn thấy ảo ảnh của các đời đế vương hiện ra, kiên định đứng sau lưng, cùng ông nắm lấy chui kiếm. Ken, hiên viên trảm thần kiếm chém thẳng lên trời, xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt thiên đạo bản nguyên, chém nó thành hai nửa, biến cố xảy ra quá nhanh, thiên đạo bản nguyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nó kinh hãi phát hiện khí cơ vô tận mà tam giới ban cho đã bị cắt đứt liên lạc, cảm giác sức mạnh tràn đầy toàn thân đã biến mất hoàn toàn, tên nhân gian đế hoàng đáng chết, thiên đạo bản nguyên gầm lên. Cùng lúc đó, Minh Hoàng hạ kiếm xuống, hai tay chống chui kiếm cắm xuống đất, chống đỡ cơ thể. Thái tử và Lý Công Công dường như phát hiện ra điều gì đó, hai mắt đỏ hoe, trung rẩy bước đến trước mặt ông. Minh Hoàng nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười, hơi thở hoàn toàn biến mất. Tần Phong dùng thần thông nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, hắn lại nhìn về phía thiên đạo bản nguyên, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Thiên đạo bản nguyên thấy vậy, sợ hãi lùi lại một bước. mất đi nguồn sức mạnh của tam giới, nó sẽ không còn bất tử bất diệt nữa, nhưng là kẻ sáng tạo ra vạn vật, nó lại vô cùng phẫn nộ vì bước lùi này. làm sao nó có thể bị một con kiến hèn mọn dọa lui? Theo một tiếng gầm giận dữ, sáu bàn tay khổng lồ của kim cương nộ một đột nhiên giáng xuống từ tinh thần đại hải, như thiên thạch rơi xuống, xé toạc cả bầu trời. Tần Phong không để ý, xích kỳ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, ngửa mặt lên trời gầm rú. Lôi đình màu đỏ từ bốn phía cùng cuộn hội tụ, khiến thân thể nó không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành lôi long che khuất cả bầu trời, lao về phía kim cương nộ mục. Trong nháy mắt, trời đất u ám. Tần Phong và thiên đạo bản nguyên nhìn nhau từ xa, thiên đạo bản nguyên liếc nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy của Tần Phong, một cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng đó là thứ mà nó chưa từng trải qua, hơi thở của cái chết, đó là tiên thiên nhất khí, nó định dùng thiên mệnh đạo tắc để quan sát vận mệnh tương lai, nhưng tương lai vốn dĩ rõ ràng, giờ lại tối đen như mực. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, tương lai của nó đã bị tước đoạt, sao có thể như vậy? Trong lúc kinh hãi, nó bỗng nhiên phát hiện, Tần Phong chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt nó. Đối phương chậm rãi giơ ngón trỏ tay phải lên, thanh quan ngưng tụ, bạch quan thánh khiết chói mắt sáng lên. Tiên thiên nhất khí kia như đạo văn màu đen di động, từ trong mắt trượt xuống má, men theo cánh tay không ngừng hội tụ vào đầu ngón trỏ tay phải. Thiên đạo bản nguyên thấy vậy, muốn bỏ chạy, nhưng thân thể nó bị một cổ lực lượng cường đại nào đó giữ chặt giữa hư không. Nó nghiêng đầu nhìn lại, vô số hồn phách hiện ra, giống như xiền xích, trói chặt nó, không thể động đậy dù chỉ một chút. Ngược lại, Tần Phong, lực lượng hội tụ trên đầu ngón tay kia dường như đã được nén đến cực hạn không ngươi không thể giết ta nếu không tam giới nhất định sẽ sụp đổ thiên đạo bản nguyên mất đi sự ung dung trước đó gào thét nhưng tần phong vẫn thờ ơ đáp lại thấy vậy thân thể thiên đạo bản nguyên đột nhiên tối đi một phần trên ngực nó xuất hiện hình ảnh phản chiếu của thế giới quái vật một cánh tay giữ tợn thò ra móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào bụng tần phong nó muốn cắt đứt chiêu thức của Tần Phong, Tần Phong phun ra một nguồn máu tươi, động tác trên ngón tay vẫn không ngừng. Cơn đau dữ dội ở bụng xé xé dây thần kinh của hắn, nhưng hắn hiểu rằng, cơ hội chỉ có một lần này. Gần một chút nữa. Gần một chút nữa thôi. Máu tươi màu đỏ sẫm từ khóe miệng nhỏ xuống, lực lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay kia đã đạt đến mức độ khủng khiếp, dừng tay, dừng tay, thiên đạo bản nguyên gào thét dữ tợn, cánh tay thò ra khoái đảo nội tạng hắn. Tần Phong đang nghe chuyện trên TV audio cv lập tức hạ tay phải xuống. ngay lúc này, một bóng người hư ảo xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy tay phải. Tần Phong nghiêng đầu nhìn lại, là mẫu thân của hắn. Tiếp đó, từng bóng người hư ảo lần lượt xuất hiện, hóa thành sức mạnh của Tần Phong, vững vàng nâng đỡ cánh tay phải của hắn. khi ánh sáng cuối cùng bị nén lại thành một điểm, sát chiêu của Tần Phong đã sẵn sàng hắn thốt ra từng chữ rõ ràng, chư tinh thần dẫn. Một tia hắc quang lóe lên, xuyên thủng thiên đạo bản nguyên, xuyên qua cả tam giới, kim cương nộ một khổng lồ sụp đổ, thân thể của thiên đạo bản nguyên cũng bắt đầu vỡ vụn. Nó cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt ngơ ngác không thể tin nổi. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, nó hóa thành tro bụi tiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, thiên địa của tam giới cũng bắt đầu rung chuyển, hủy diệt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ngừng nuốt chửng thiên địa, chúng sinh tam giới nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như ngày tận thế, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác tuyệt vọng. Tần Phong hít sâu một hơi, nhớ lại lời nói trong đầu, lấy kỳ môn bát quái ngọc và tu di sơn trong lòng ra. Văn khí màu trắng và Phật quang màu vàng chiếu rọi lẫn nhau, sau đó hóa thành một trận pháp khổng lồ, với tốc độ chóng mặt khuếch tán ra, cho đến khi bao phủ toàn bộ tam giới phía sau vạn vật, hư ảnh của Phật Quang hiện ra, mở miệng nói, trận pháp tái tạo tam giới đã được dựng lên, nhưng cần có nhục thân và thần hồn của thí chủ làm trận cơ mới có thể tái tạo tam giới. Đến lúc đó, thí chủ sẽ biến mất khỏi tam giới, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hình ảnh đó đồng thời xuất hiện trên bầu trời tam giới, giọng nói không lớn, nhưng lại như vang vọng bên tai chúng sinh. Tần Phong quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, sau đó mỉm cười nhạt hắn giang rộng vòng tay, nhục thân và thần hồn được thanh quan bao phủ, rồi hoàn toàn dung nhập vào trận pháp. Ánh sáng vàng trắng trên trận pháp tỏa sáng rực rỡ, sự sụp đổ của tam giới lập tức dừng lại. Ngay cả dưới ánh sáng bao phủ đó, hư không vỡ vụn cũng đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, bóng dáng của Tần Phong đã không còn nhìn thấy nữa. Liễu Kiếm Ly chứng kiến cảnh tượng này, quỳ sụp xuống đất, nỗi đau buồn không tả tràn ngập trong lòng, nàng nhắm mắt lại, ngất đi. Những người quen biết Tần Phong, ai nấy đều đau lòng tột cùng. Trận đại chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng hạ màn. Mất đi sự che chở của thiên đạo bản nguyên, lũ quái vật bất tử bất diệt bị tiêu diệt dưới sự hợp lực của tam giới. Thiên địa sụp đổ khôi phục lại ánh sáng ban ngày vốn có. Trận pháp ánh sáng vàng trắng xen kẻ kia, cũng đang tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời nhưng bóng dáng áo đen kia lại hoàn toàn biến mất không thấy ba năm thời gian trôi qua trong nháy mắt quán trà ven đường người qua lại tấp nập bỗng nhiên có một người truyền đến vài tiếng rao người đàn ông trung niên có dáng vẻ bỉ ổi ở đó kể ra hết câu chuyện kỳ quái này đến câu chuyện kỳ quái khác sau khi trận pháp ánh sáng kia hoàn toàn dung hợp vào tam giới tam giới cũng trùng tu lại thiên địa đạo tắc vốn có tiên giới trở thành nơi vạn vật đăng tiên quỷ giới trở thành nơi vạn vật sinh tử luân hồi duy chỉ có nhân gian dường như không có gì khác biệt so với trước kia nhưng theo thời gian trôi qua trận chiến cuối cùng kia lại như bong bóng xà phòng tan biến trong tâm trí mọi người tam giới trở lại hòa bình đại càng hoàng triều cũng bước vào thời kỳ thái bình thịnh thế tượng của minh hoàng được dựng lên trong hoàng cung chứng kiến cảnh con dân an cư lạc nghiệp tượng của văn đế cũng được đặt ở ngoài cửa thái bình thư viện là người được vô số học tử kính ngưỡng. Hứa Lạc Hiền nói đến đây, uống một ngụm trà thủy, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm và một chút bi thương. Có người ở dưới đài hỏi, vậy văn đế đại nhân rốt cuộc đã đi đâu? Có người nói, hắn ở tiên giới trùng kiến thiên đình. Cũng có người nói, hắn đã đến quỷ giới tạo ra âm tàu địa phủ. Thậm chí có người nói, vì duy trì sự ổn định của tam giới, nhục thân và thần hồn của hắn đã dung hợp làm một, có thể nói là ở khắp mọi nơi thật giả khó phân nhưng ta lại hiểu rõ một điều hắn vẫn luôn ở đây hứa lạc hiền dùng ngón tay chọc mạnh vào ngực mình anh hùng phải nên được người đời nhớ đến chẳng phải sao lại có một đứa trẻ con vừa liếm kẹo hồ lô vừa nói không rõ ràng ta không muốn nghe mấy cái này tiên sinh trước đó nói vị bạch y kiếm tiên kia sau khi văn đế đại nhân chết nàng ấy đã đi đâu lời này vừa nói ra mọi người đều đồng thanh phụ họa hứa lạc hiền nghe vậy thở dài một tiếng nói nàng ấy ở trên đỉnh lăng tiêu sơn xây một túp lều nhỏ cứ như vậy ở đó ba năm rồi vì sao phải ở nơi đó nghe nói nơi đó quanh năm tuyết phủ lạnh lẽo vô cùng bởi vì nơi đó là nơi gần thiên đường nhất trên đỉnh lăng tiêu sơn một nam một nữ hai đứa trẻ đang chạy nhảy trên tuyết cậu bé chạy chậm hơn cô bé bị cô bé từ phía sau hung hăng bổ nhào đè xuống cô bé có vảy bạc ở đuôi lông mày nói một cách giòn tan, nhanh, gọi tỷ tỷ. Cậu bé ôm đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục, rõ ràng là mẹ sinh ta ra trước, phải là muội gọi ta là ca ca mới đúng. Tên nhóc này, còn chưa chịu phục sao, cô bé giơ tay phải lên, dưới cổ tay thon thả là điện quấn quanh. Cậu bé cũng không ngồi chờ chết, làn da toàn thân kim quang dân trào, rõ ràng là thần vũ kim can bất hoại chi pháp của võ phu. Hai người dằn con một hồi, không bao lâu sau, cậu bé bị đánh đến mức liên tục cầu xin tha thứ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sai rồi. Hai đứa trẻ này, chính là Tần Tiêu và Tần Lam. Thương Phi Lan với dáng vẻ oai phong hiên ngang dẫn theo nhã an dẫm lên tuyết đi tới, lạnh lùng lên tiếng, còn dám càng quấy, dẫn các ngươi đến lôi trì. Lời này vừa nói ra, hai đứa trẻ lập tức im lặng. Sau khi đuổi bọn chúng đi, Thương Phi Lan và Nhã An đi về phía đỉnh núi. Từ xa, họ đã nhìn thấy Liễu Kiếm Ly một thân bạch y, dung mạo khuynh thành đang ngẩn người nhìn thiên không. Thấy vậy, hai người không khỏi thở dài một tiếng. Kiếm Ly tỷ, tỷ đã ở đây ba năm rồi, cùng chúng ta trở về đi. Nếu tướng công thật sự trở về, nhất định sẽ lập tức quay về tần phủ. Một câu nói đã kéo suy nghĩ của Liễu Kiếm Ly trở về hai năm trước, ngày hôm đó trên đỉnh núi có hai vị khách không mời mà đến. Một người là tán thiên thủ lĩnh tóc trắng như cước, người còn lại là trấn thần ti ngự. Theo lời họ, nhục thân thần hồn của tần phong dung hợp vào tam giới, muốn thoát khỏi ràng buộc, trừ phi có nhục thân thần hồn cường đại khác thay thế. Hai vị lão nhân gia đã hoàn thành tâm nguyện của mình, sẽ lấy nhục thân thần hồn của bản thân làm đại giá, giải thoát cho tần phong. Nói xong, hai người liền biến mất tại chỗ mà một phen nói chuyện kia cũng giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ khiến trái tim đã chết lặng của nàng lại dấy lên gợn sóng liễu kiếm ly cụp mắt xuống nhẹ giọng nói hai người trở về đi ta muốn ở đây thêm một thời gian nữa thương phi lan và nhã an nhìn nhau cuối cùng chỉ biết lắc đầu rời đi tướng công thiếp rất nhớ chàng tiên cung mây mù lượn lờ tiên hạt kêu vang một người hỏi chuẩn bị trở về rồi sao tam giới đã ổn định thiên địa đạo tắc của tiên giới và quỷ giới cũng đã khôi phục như lúc ban đầu ta cũng nên trở về rồi người đàn ông cười đáp thật sự không định ở lại sao ta đã nói rồi vị trí giới chủ có thể giao cho ngươi tần phong vội vàng xua tay không cần đâu quản lý một giới với những chuyện phiền phức đó vẫn nên giao cho hiên nhất tiền bối là ổn thỏa nhất ta vẫn muốn cùng các nàng ấy sống một cuộc sống bình yên thiên đế lắc đầu nam nữ yêu đương so với đại ái của thế gian thật sự quá mức nhỏ bé tần phong không đáp mà lộ ra vẻ mặt kỳ quái sau đó không ngừng nháy mắt ra hiệu về phía sau ngươi làm gì vậy thiên đế khó hiểu cho đến khi một giọng nữ trong trẻo vang lên vậy ra đây chính là lý do chàng bỏ mặt ta sao thiên đế vội vàng quay người lại chỉ thấy một nữ tử khuynh quốc khuynh thành mặt trường bào trắng như ánh trăng trên đầu là đồ trang sức giống như hai chiếc sừng hưu bảy màu. Đó chính là thất thải giác bạch lộc, người đã từng giúp đỡ Tần Phong rất nhiều lần. Vẻ mặt thiên đế thoáng chút ngạc nhiên, hắn vội vàng quay đầu đi, muốn nhờ Tần Phong nói đỡ vài câu. Nhưng Tần Phong đã biến mất. Hắn đi rồi. Nữ tử cười khẽ. Trở về cũng tốt. Một tháng trôi qua, trên đỉnh lăng tiêu sơn, tuyết rơi lả tả. Liễu kiếm ly xuề lòng bàn tay ra, yên lặng nhìn bông tuyết trên tay từng chút từng chút tan ra đúng lúc này phía sau nàng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng phi lan nhã an ta đã nói rồi đợi thêm một thời gian nữa sẽ trở về không cần đợi nữa giọng nói quen thuộc vang lên liễu kiếm ly toàn thân cứng đờ nàng run rẩy xoay người nhìn lại nụ cười khiến nàng ngày đêm mong nhớ in vào mắt trong nháy mắt vành mắt nàng đỏ hoe tướng công liễu kiếm ly khẽ gọi nàng tiến lên vuốt ve khuôn mặt hắn sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp cho đến khi bàn tay ấm áp của hắn che lên mu bàn tay nàng nàng mới tin tưởng tất cả những điều này đều không phải là ảo giác tướng công thật sự đã trở về rồi nương tử nàng vất vả rồi chúng ta cùng về nhà thôi lại một năm đông lạnh giá tuyết rơi báo hiệu năm mới an lành tần phong ở ngoài phòng hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại trên mặt đầy vẻ căng thẳng bất an nhị nương thấy vậy không khỏi trêu chọc đều đã là người làm cha rồi những chuyện này sớm đã trải qua rồi sao còn căng thẳng như vậy chuyện như vậy dù có trải qua bao nhiêu lần cũng đều sẽ căng thẳng tần tiêu và tần lam đang chơi đùa ở ngoài sân không bao lâu sau tần tiêu tò mò hỏi cha tam nương sắp sinh rồi sao vậy con cũng có thể làm anh trai rồi sao tần phong xoa đầu nó cười nói đúng vậy, con muốn có em gái hay là em trai? Tần tiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói liếc nhìn đại nương nhị nương, lại nhìn tần lam tỷ tỷ, ghé sát tai nhỏ giọng nói, cha, con muốn có một em trai, con gái hung dữ quá. Vừa dứt lời, một quả cầu tuyết đột nhiên bay tới. Chỉ nghe thấy một tiếng, ai da, tần tiêu ngã nhào xuống đất, tần lam ở phía xa vẫn đang làm động tác ném. Dám nói xấu ta và các nương sau lưng, gan ngươi lớn lắm, nói xong, Tần Lam sáng tay áo lên, sải bước đi tới. Lam Nhi Tần Phong vừa mở miệng, đã bị Tần Lam cắt ngang, cha, cha không sợ con và đại nương nhị nương mắt lẻo sao. Lời nói dừng lại, Tần Phong chuyển lời nói, ra tay chú ý chừng mực một chút. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuyết bay mù mịt. Đột nhiên, trong phòng yên tĩnh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Mọi người trong sân đều nín thở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bà đỡ mở cửa phòng lau mồ hôi trên trán tần phong vội vàng tiến lên hỏi thế nào rồi chúc mừng chúc mừng là một tiểu công tử lời này vừa nói ra trong sân nhất thời im lặng dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi ánh mắt lam ngưng sương đột nhiên sáng lên không còn gì khác sao tần phong nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi chỉ vì hai ánh mắt kia khiến da đầu hắn tê dại sống lưng lạnh toát Bà đỡ lập tức lắc đầu, trong lòng còn nghi ngờ, nhà này chẳng lẽ là không thích con trai, vừa rồi phu nhân sinh xong hài tử, nhìn thấy nam anh nhi, cũng là một mặt phức tạp. Không bao lâu sau, hai bàn tay thon dài đặt lên vai Tần Phong, giọng nói lạnh nhạt vang lên, chàng còn muốn cưới ai nữa. Tần Phong vội vàng biện giải, lòng ta đối với các nàng, trời đất có thể chứng giám. Độc giả, cái loại như ngươi mà cũng bày đặt viết cảm ngôn kết thúc à. Tác giả hai tay chống nạnh, mặt đầy kiêu ngạo, "Thế nào? Nói thật, ngay từ khi sách mới lên kệ, ta đã nghĩ đến việc viết cảm ngôn kết thúc như thế nào rồi, dù sao ban đầu mở quyển sách này cũng là vì tiền nhuận bút. Lúc đầu 10 vạn chữ, số lượng người thêm vào thư viện chưa đến 300, sau đó 12 vạn chữ được thủy tê đề cử, loại đề cử nhỏ nhất, sau đó bị cắt. Ta vẫn luôn cho rằng quyển sách này đang thử thách ở ranh giới thái giám." sau đó lên kệ, số lượng người thêm vào thư viện là 600, lượt đặt trước là 400, đối với ta mà nói, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến. Vì chỉ cần bình quân đặt trước đạt 500, ta có thể yên tâm nhận nhuận bút. Tiếp theo là tổng biên tập phong hướng tiêu đề cử, bình quân đặt trước tăng trưởng ổn định, cuối cùng là được chọn vào danh sách bán chạy, trực tiếp cất cánh. Về việc này chỉ muốn cảm ơn biên tập viên Kidian đã vớt sách của ta ra ngoài còn cho ta rất nhiều ý kiến quý báu, cũng cảm ơn các vị độc giả đã đồng hành cùng ta cho đến ngày hôm nay mặc dù độc giả bây giờ đã bị ta hành hạ đến mức chẳng còn lại bao nhiêu việc cập nhật gián đoạn trong thời gian dài ở cuối truyện là điều không thể chấp nhận nguyên nhân là do tôi quá bận rộn không thể viết tiếp dẫn đến lượng người theo dõi giảm mạnh tâm lý sụp đổ may mắn là cuối cùng tôi đã hoàn thành tác phẩm coi như lời giải thích với các độc giả ban đầu tôi định viết quyển sách này theo phong cách sống nhờ vợ tức là nam chính không ngừng bồi dưỡng vợ sau đó hưởng thụ thành quả tuy nhiên khi viết tôi lại chuyển sang tuyến truyện sản văn kinh điển hơi lệch khỏi chủ đề ban đầu quả nhiên muốn viết tốt truyện dài vẫn phải lên dàn ý trước mới được rút kinh nghiệm xương máu quyển sau nhất định phải sửa kết thúc không được hoàn mỹ nhưng những chi tiết ẩn ý mà ta có thể nghĩ ra đều đã được lấp đầy kết thúc là happy ending cuộc sống đã đủ gian nan rồi, nếu đọc tiểu thuyết mà còn buồn phiền thì thật là quá đáng. Còn việc Nhã An chỉ sinh một đứa con trai, cũng là một chút tưởng niệm dành cho mọi người. Một nghìn độc giả, một nghìn cách hiểu, những cô em chưa được thu phục, mọi người tự mình tưởng tượng đi, cười yên. Lâm Ngưng Sương, Mạc Tam Di, Hữu Tô Thiên Duyệt, Bạch Vô Song. Ban đầu, tôi dự định Lam Ngưng Sương sẽ là nữ chính, bởi vì cô ấy là người đồng hành với nam chính từ thuở nghèo khó tôi cũng dành cho cô ấy rất nhiều đất diễn tuy nhiên đến giai đoạn giữa và cuối truyện thực lực của cô ấy hơi yếu so với mạch truyện chính nên vai trò của cô ấy dần mờ nhạt dù sao lam ngưng sương vẫn là người vợ đầu tiên của nam chính tình cảm của họ rất sâu đậm cô ấy đóng vai trò rất quan trọng trong câu chuyện đây là tiểu thuyết dài đầu tiên của tôi giờ đã hoàn thành tôi vẫn còn cảm giác bàng hoàng cảm giác này giống như khi tôi lần đầu đọc đấu phá thương khung sau khi đọc xong tôi cảm thấy trống rỗng vừa tiếc nuối vừa cảm khái tiếp theo tôi vẫn sẽ tập trung vào đề tài tiên hiệp tuyến truyện sản văn nhẹ nhàng có khả năng cao là tôi sẽ lập nick phụ để đăng nick này hơi bị bại hoại đạo đức rồi biết đâu sau này các bạn nhìn thấy một tác phẩm hóc trong đề tài tiên hiệp sau khi lần theo manh mối lại phát hiện là do tôi viết tôi không phải nói bừa đâu ngày đầu tiên của năm 2024 tôi bị sốt, báo hiệu một năm mới rực rỡ, cũng chúc các bạn độc giả, trong năm mới vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi, vậy thì, giang hồ rộng lớn, hữu duyên gặp lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.